Rồi chào cả nhà. Mà bữa nay có một cái mẫu mới nè, review một combo báo giá trước là 170.000 bao ship. Combo là gồm tất cả những gì các bạn đang nhìn thấy, bao gồm cả độ ốc luôn. Tất cả trên cái bảng này 170.000 bao ship nè. Bây giờ đi tới thông số. Trong đó là nó sẽ có 4 sợi dây cao su nè, 1 2 3 và sợi này là 4. Khi gửi đi cho các bạn, mình sẽ không gắn sẵn đâu nha. Cái này gắn để cho các bạn xem thôi. Khi gửi đi thì về các bạn tự gắn. Lý do là mình hơi bận, nhờ các bạn tự gắn giùm mình. Đây, cách gắn nó đơn giản như thế này. Mình chỉ cần xả ốc ra. Đó, nó sẽ bung ra rồi bỏ dây vào. Đó, bỏ dây vào và siết ốc lại. Rồi, vậy là xong. Nguyên bản của nó là như thế này. Mình sẽ độ ốc cho các bạn. Đây, sẽ độ con ốc lên như thế này cho các bạn nha. Rồi, nguyên bản của nó là như thế này. Nguyên bản khi mà gửi đi cho các bạn nó sẽ như thế này. Ok chưa? Cây ná này đặt tên cho nó là cây phục hổ nha. Rồi, đi tới chất liệu và thông số. Khi gửi đi cho các bạn nó sẽ như thế này nè. Xài con ốc như này. Nhưng mà mình sẽ độ lên ốc như thế này cho các bạn. Được chưa? Mấy bạn kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Rồi, bạn nào muốn xài ốc này á thì mình để mình xài. Rồi, bạn nào mà muốn xài ốc này á thì các bạn gắn ốc này vô. Được chưa? Như thế này thì nó đẹp và nó gọn gàng, nó bền. Như thế này á thì nó dễ thay dây hơn. Nè. Cái nào nó cũng có ưu điểm của nó hết. Thì khi mình gửi đi á là các bạn sẽ nhận được tất cả giống như trên cái hình này. Rồi, nó gồm có một cái cây phục hổ chạc 7.3. 7.3 nè. Là hàng y như hình nè, chất liệu. Chất liệu là cái sườn nè. Trắng trắng các bạn thấy nè, kêu bằng cái thân đó. Là bằng hợp kim. Hợp kim không có gỉ sét nha. Hợp kim không gỉ sét. Kẹp thông là nằm ở phía trước, phía ngoài đó. Nè. Thấy chưa? Nè, vát xéo, mình sẽ bắn theo chiều vát xéo như thế này. Là mình sẽ nhìn thấy hai con ốc và mình sẽ không nhìn thấy cái miếng kẹp nó nằm phía sau nè. Ok chưa? Cầm như này thì mình nói nó phía sau, mình để này thì mình kêu nó phía trước. Thì cứ tóm lại là các bạn kéo theo chiều vát xéo. Như thế này. Rồi tặng kèm là rồi. Nè, hợp kim nha, cái thân là hợp kim không gỉ sét. Còn cái hai cái miếng ốp mà các bạn nhìn thấy nó giống như gỗ này nè, là nó không phải bằng gỗ mà nó bằng nhựa. Nó bằng nhựa rồi nó sơn màu lên giả gỗ. Đó, cầm rất là êm. Kiểm hàng trước khi trả tiền. Rồi, tiếp theo là 4 sợi dây cao su, 1 2 3 4 nè, bao gồm cái sợi dây này luôn thì các bạn về các bạn tự gắn vô giúp mình nha. Một cây lục giác. Đó, độ ốc này lên thì phải có lục giác. Một bịch bi 200g, một cái bia tập bắn và một cái 500 hít bi. Ok chưa? Combo ná phục hổ 170.000 bao ship. Độ ốc titan, độ ốc điện phân titan nha, các bạn nhớ dùng nha. Đó, có độ ốc điện phân titan luôn. Toàn bộ trên cái tấm bảng này 170.000 bao ship, xong. Số điện thoại mình trên tiêu đề, các bạn điện thoại tới cho mình đặt địa chỉ là lụm. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Nhớ follow, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha.